Đập như thế là đập theo cái chiều hướng ra này thì nó sẽ ra. Đấy, thấy chưa? À. Đừng đập thẳng hay là đập sang bên này, bởi vì nó đang bặn ra như này này, đúng không? Thì mình phải đập đập theo cái chiều hướng ra, bặn tay rất là dễ dàng rồi đấy, thấy không? Nhưng nếu như thông thường cầm cầm cứ đập thẳng như này hoặc là đập theo hướng này, bởi vì bặn ra thì cứ đập theo hướng này cho cái búa nó tạt về bên này này. Đấy, đập như này này. Đấy, có cần phải mỏ lết mỏ niếc gì đâu. Thế thôi, xong. Được không? Bắt xem nó biết. Đấy, xong rồi đấy.